Đại vương nghĩ như vậy rồi, liền tập hợp các ông vua nhỏ, quần thần quyến thuộc cùng với sát đế lợi, bà la môn, tất cả đại chúng vân vân tuyên bố xả bỏ ngôi vua, nhường ngôi cho thái tử, làm lễ quán đảnh rồi cùng với hàng vạn người tụ hội đi đến chỗ Đức Phật, đến rồi đảnh lễ Đức Phật đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi cùng với quyến thuộc ngồi lui về một bên. Đại vương tài chủ nghĩ như vậy rồi, lập tức tập hợp các ông vua nhỏ, quần thần quyến thuộc cùng với sát đế lợi, bà la môn, tất cả đại chúng vân vân liền tuyên bố xả bỏ ngôi vua, nhường ngôi cho thái tử, làm lễ quán đảnh rồi thái tử trở thành quốc vương trị lý thiên hạ. Đại vương tài chủ và hàng vạn người tụ hội cùng đi đến chỗ Đức Phật thắng nhiệt thân, đến rồi đảnh lễ Đức Phật đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi cùng với quyến thuộc ngồi lui về một bên chờ Đức Phật thuyết pháp. Bấy giờ Đức Phật quan sát ông vua đó cùng với các đại chúng, từ trong tướng hào quang trắng phóng ra đại quang minh, tên là đèn tâm tất cả thế gian, chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, trụ ở trước tất cả các ông vua, thị hiện sức đại thần thông của Phật không thể nghĩ bàn, khiến cho khắp tất cả mọi người đáng được giáo hóa, tâm được thanh tịnh. Bấy giờ Đức Phật dùng thần lực tự tại không thể nghĩ bàn, hiện thân hơn hẳn tất cả thế gian, dùng tiếng viên mãn khắp vị đại chúng nói Đà La Ni, tên là đèn tất cả pháp nghĩa lìa tối.